Rồi giờ là cái bảng điều khiển này nha, giờ em giới thiệu cho anh biết cái tổng thể về cái bảng điều khiển này thì nó như thế nào thôi. Đó, các phím chức năng để cho mình biết mình mới điều khiển được này, tổng thể các phím này cùng với nút end stop này, bằng phím mình mới mở lên có chữ exit này nhá. Đó, bằng phím mới mở lên rồi chúng ta có nút end stop là nút đỏ, lúc này là để mở servo, lúc này để mở servo cho robot thôi, mở servo và điều khiển robot này, sử dụng robot này, mở lúc này xong rồi bấm điều khiển sử dụng robot. Thì muốn mở được lúc này thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ tick hay chế độ override thì chúng ta sẽ mở được. Đó, tick override thì em sẽ nói sau. Đó rồi điều khiển sử dụng ngon này là mở robot rồi. Bắt đầu mình mở chương trình lên, này là hồng, này là các phím tới lui qua phải này, các số dưới này mới quan trọng. Cái này là đây, hai phím này là phím lưu, phím này á, là lưu không hàng thì bằng bằng phím của tiếng Hàn thì nó cũng giống như thôi, anh cứ nhớ hai phím cùng cặp này này là lưu không hàng, với sau là lưu có hàng. Rồi hai cặp này là lưu, hai cặp này là tray, là mình tray điểm mình đã lưu rồi á, tray tới này, này là tray lui hai điểm. Rồi tiếp theo là hai điểm trên á, hai chơi hai hai cặp này là cặp để đẩy rùa, đẩy dây này, là rùa đẩy tới này, rùa đẩy lui đó, cũng có ba cặp đó, nhớ nhớ ba cặp này mình sử dụng nhiều ba cặp này. Rồi để số điểm á, số điểm á cũng có hai cặp này này, hai cặp này là dùng để số điểm, một cái là sửa trên thay điểm này, sửa điểm và xóa điểm, một cái là chế độ di chuyển, chế độ mu L, mu B rồi đó, chế độ linear, mu L là linear, BTB là lưu trên không đó. Đó, hai phím này, nhớ hai phím này. Rồi phím này là enter này, phím này cancel này, enter cho digit này, ví dụ như cụ thể vô mở chương trình này và program này, tên chương trình đó, in in book now thì enter vào chương trình này. Thì chương trình mình lưu tên, tên chương trình có sẵn rồi á, mình đã đặt tại chương trình có sẵn rồi, chương trình nào anh lệch á thì anh mở vào 987, chương trình em lưu sẵn rồi nè. Đó là tất cả các chương trình này, anh chuyển sang chế độ tích hay chế độ array thì anh mới di chuyển robot được, còn anh không chuyển thì để này anh mở chương trình lên để anh sửa điểm và anh đã quên, anh để anh sửa tốc độ và tốc độ di chuyển và dòng điện của đường hàng thôi, thì máy hơi mờ, giờ tối rồi nên cam nó hơi mờ. Đó cũng có tổng thể các điểm đó, tổng các điểm đó, tên chương trình này 987 hơi mờ quá. Rồi anh muốn sửa điểm á thì anh cứ nắm hết mấy tên chương trình này, sửa điểm này nó có chứa các cái chế độ change này, add này, change này, add này, delete này, copy này, paste này, nhưng mà cái phần này mình không sửa điểm, mình sẽ sửa điểm, nếu mình sửa thì mình chuyển sang nè, em quay sang robot, quay lên robot luôn. Đó, robot này, robot giống robot ở bên hàng của anh đó. Chuyển sang em chuyển sang chế độ sửa nha. Sửa thì mình chuyển sang chế độ tích. Đây, chuyển sang chế độ tích. Override thì mình cho nó chạy tự động. Bỏ vào hộp job mình cho chạy, còn tích thì mình sửa điểm, sửa điểm mình chạy chương trình. Rồi mình sửa điểm này, đây bảng điều khiển đây, nó biểu on shuffle thì mình phải bấm to on shuffle nữa, shuffle lên, có nút on shuffle màu xanh xanh này đó, on shuffle thì nó robot nó đóng lại, kêu rắc là nó on shuffle, thì mình chỉ cần điều khiển thôi. Đây điều khiển này, nó on shuffle đúng không? Rồi đó, chế độ tích này, đang chế độ tích này, thấy chữ tích không? Mở thế nhỉ? Tích này, on shuffle, mở chương trình lên, nhấn enter. Rồi chương trình 987, enter. Chương trình có sẵn rồi, mình chơi. Chơi tới này. Đó, chơi tới robot di chuyển này, đó. Di chuyển điểm S1. Đó, từ S1 xuống S2 là điểm B2 đó. Điểm S2 đó, S2 là mu L đó, 2.5, tốc độ là 2.5,
nó có chữ chain này, này nhìn này, nó có chữ chain đúng không? Chain linear đó, chain là thay đổi này, sửa điểm á, sửa điểm là nhớ là chữ chain. Chain là mình bấm cái nút màu vàng lên này nè, có hai cặp nút màu vàng là chain. Nút chain á là di chuyển, chế độ di chuyển. Nút dưới là add. Giờ muốn xóa điểm đúng không? Bấm delete. Bấm delete, anh nhấn lưu, lưu không hàng là nó sẽ xóa điểm cho mình. Còn mình muốn sửa điểm thì mình bấm chain, chain là thay đổi á, thay đổi điểm đúng không? Bấm chain, xong rồi mình chạy tới điểm đó, mình bấm chain đúng không? Để cho được chain. Bây giờ mình chưa muốn đi sửa điểm thứ hai, mình chạy tới điểm số 2, xong rồi mình bấm chain, mình điểm thứ hai là thì mình di chuyển sang cái điểm mà chuẩn rồi á, là mình lưu, bấm lưu không hàng đó, di chuyển tới, ví dụ như tới mình chạy tới điểm đó bị lệch đúng không, thì giờ mình sẽ di chuyển sang chỗ đúng vị trí của nó, xong rồi mình chuyển sang chain, xong rồi mình bấm lưu không hàng nè, lưu không hàng này, đây bấm lưu không hàng, không thể thay đổi tại vì em chưa di chuyển sang nè, mình ví dụ như ở đây đúng không, mình phải chạy chạy cho tới kết thúc điểm đó luôn đó, ví dụ điểm này đúng không, rồi dùng sửa này, sửa lên một xíu. Lệch là zero rồi. Chain này bấm lưu không hàng. Lưu không hàng. Đó, nó báo là điểm số 3 chain complex là đã thay đổi thành công đó. Chain đơn giản sửa điểm vậy thôi. Tiếp tục điểm số 4 thì anh trai tới điểm số 4 rồi, anh trai tới vị trí mà mình cần sửa đó. Mình chuyển sang chế độ chain. Hoặc là mình muốn chèn thêm điểm thì mình bấm vào chế độ add đây. Xóa điểm thì bấm delete. Rồi cứ bấm nhấn lưu. Nhớ là lưu. Tới điểm hàng thì lưu có hàng, tới điểm không hàng thì lưu không hàng. Đó, đơn giản vậy thôi. Anh cứ xem video anh làm theo, nếu cái nào cứ khúc mắc thì anh cứ anh hỏi cụ thể hơn, thì lần sau cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp cũng được, gọi Zalo em thì em hướng dẫn cũng được. Giờ trước mắt cứ xem hiểu hết cái bảng điều khiển. Hiểu hết cái bảng điều khiển là được nha. Rồi ok. Đó. Robot thì cũng giống như bên anh bên đó thôi, cũng đơn giản thôi, cứ bạn điều khiển coi nhiều đó, các phím đó nhớ, anh nhớ các phím đó là được thôi à. Ok.